Hello, chào mọi người. Wow. Từ tuần này thì Hàn Quốc đã giảm giãn cách xã hội từ mức 2,5 xuống 2, nên là các cái study room đã mở cửa trở lại rồi. Chính vì thế nên từ tuần này thì mình đã bắt đầu đi học ở study room. Thì mình đã mua một cái gói vé tháng ấy, thì kiểu sẽ là không giới hạn, nhưng mà mỗi tháng thì sẽ hết 120.000 won. Những cái thời gian mà đúng với việc học ở trên lớp, trên trường thì mình sẽ đi ra study room để học, để cho nó cảm giác là mình đang được đi học với mọi người. Tại vì đến hết tháng 9 thì bọn mình vẫn phải học online ở nhà. Đó, nên là hôm nay thì mình muốn dẫn mọi người đi đến study room để học cùng mình, kiểu như là một ngày học ở study room vậy. À, nếu quay ở study room thì mình sẽ không có thể nói chuyện gì tương tác mọi người được, nên là các bạn hãy cùng kiểu lấy sách vở ra để chuẩn bị học với mình nhá. Rồi đi. Cool. Dạo này ở Hàn Quốc đang chuộng cái dây cài vào khẩu trang cái này ấy. Thế là mình cũng đã sắm một em. Xinh không? Bây giờ đi thật đây. Preference. 우리 지난 수업에서 보셨죠? Preference가 여기 있고요. 또는 포토샵에 포토샵을 완전히 닫을 때 포토샵에 quit. quit 버튼이 포토샵을 닫는다, 마친다라는 버튼이. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk.
so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid of falling in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took